Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Anh Em TV. Trên tay mình đang là hai chiếc điện thoại. Một là iPhone 16 Pro Max, còn bên này chính là chiếc iPhone 16 bản thường. Vậy, trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình unbox cả hai mẫu máy này để xem máy mà đến tay anh em ấy thì nó sẽ có gì bên trong nhé. Vậy thì anh em đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Anh em ơi. Ok, cái điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là hai mẫu máy này thì đều là hai mẫu máy VNA, iPhone 16 và iPhone 16 Pro Max. Cái phiên bản mình đang có ở đây là phiên bản 512GB iPhone 16, còn iPhone 16 Pro Max này phiên bản nó sẽ lên đến là 1T nha. 1T. Anh em không nghe nhầm đâu, iPhone 16 Pro Max màu vàng sa mạc mới nhất 1TB. Dã man. Bây giờ để mình unbox cho anh em xem là bên trong nó có cái gì nhá. Thực ra là tối ngày hôm qua mình đã nhận được máy và mình cũng đã có một khoảng thời gian bóc siêu hai cái máy này rồi. Thế nhưng mà tôi vẫn chừa đây một cái siêu để tôi bóc cho anh em xem. Anh em nghe này. Cái tiếng này nó không bao giờ nó chán anh em ạ. Đây. Cái máy của anh em đây. Man, đẹp dã man anh em ơi. Titan nha. Vàng sa mạc 1T. Đây là những gì ở bên trong. Hết rồi. Nó chỉ có một sợi dây cáp sạc như thế này. Cùng với đó là một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Nó chỉ có như thế thôi. Anh có thấy thiếu cái gì không? Từ từ nhá, đây. Để tôi unbox nốt cái hộp iPhone 16 cho anh em xem. Đấy, uầy. Cái màu xanh này nó cũng đẹp cơ. Cái màu xanh này tôi thấy rằng là cái màu xanh này nó là cái màu đẹp nhất trong các màu của iPhone 16 năm nay nha. Đây, iPhone 16 màu xanh. Đẹp luôn. Và bên trong nó chỉ có một sợi dây cáp này. Hướng dẫn sử dụng cũng như là bảo hành của Apple, thế thôi. Bình thường nhá, khi mà chúng ta unbox một cái hộp iPhone ấy, đây này, bên trong hộp thì chúng ta sẽ có sticker, đúng không ạ? Nhưng mà năm nay tuyệt nhiên không có bất kỳ một cái sticker nào của Apple trong hai cái hộp này. Và thực sự đây là một cái điều mà tôi thấy rằng vô cùng đáng tiếc. Trời ơi, tại sao lại không có sticker ở đây? Quá đáng tiếc luôn. Và mình rất mong rằng là iPhone 17 sắp tới hoặc là iPhone 16s thì là nó sẽ quay trở lại cái sticker cho chúng ta. Không thể tin nổi luôn, tự nhiên lại bỏ đi một cái rất là hay. Nhưng thấy một cái mà Apple họ đã làm rất là nhiều năm, như kiểu là fan service ấy. Nhưng đối với cả iPhone 16 và 16 Pro Max không còn sticker nữa. Đó, nói chung là đấy là tất cả những thứ mà anh em sẽ nhận được khi anh em mua một chiếc iPhone 16 Pro Max hàng VNA tại các đại lý bán lẻ. Thế nhưng mà có một cái mà mình thấy khá là hay, chính là anh em để ý nhá, iPhone 16 năm nay ấy, thì cái bìa của nó sẽ là mặt lưng, còn iPhone 16 Pro Max năm nay cái bìa của nó sẽ là mặt trước. Thực ra thì cũng dễ hiểu thôi, tại vì là những cái thay đổi nhiều nhất của iPhone 16 năm nay thì nó là về mặt lưng. Còn nếu như mà iPhone 16 Pro Max năm nay mà để cái bìa là cái hình mặt lưng như thế này ấy, thì anh em thấy rằng là gần như là nó không có cái điểm gì khác so với cả 15 Pro Max của năm ngoái cả. Chia sẻ một chút về hai cái mẫu máy này thì đây cũng là lần đầu tiên mình cầm trên tay chiếc iPhone 16 và iPhone 16 Pro Max. Mình biết rằng là anh em rất là quan tâm đến chiếc iPhone 16 Pro Max, cái phiên bản màu vàng mới này. Thế nhưng mà khi mà mình cầm trên tay ấy, thì mình lại thấy là cái chiếc iPhone 16 này năm nay nó lại là một cái sản phẩm ấn tượng hơn. Vì đơn giản là cái thiết kế của nó đã nhìn rất khác so với cả iPhone 15 rồi. Đây, anh em có thể thấy. Đó, iPhone 15 năm ngoái và iPhone 16 năm nay khi chúng ta đặt cạnh thì chúng ta có thể thấy rõ ràng cái sự khác biệt về mặt ngoại hình. iPhone 15 của năm ngoái thì cụm camera nó được đặt chéo như này, còn iPhone 16 của năm nay thì cụm camera nó sẽ được đặt dọc như thế này. Và nói chung là nhìn là nó biết khác biệt luôn. Và hơn thế nữa rằng là ở cái phiên bản iPhone 16 ấy thì ở bên cạnh home đây, chúng ta sẽ có một cái nút này thì anh em cũng đã biết rồi, còn nó có tên là Camera Control hay còn gọi là điều khiển máy ảnh. Cái nút này thì nó sẽ giúp chúng ta có thể là chụp ảnh này, hay là zoom in, zoom out này, hay là điều chỉnh khẩu độ này, hay là điều chỉnh những cái filter ở trong cái ứng dụng chụp ảnh của chúng ta. Mình thì mình chưa có thời gian để có thể là trải nghiệm kỹ hơn cái phím camera control này. Thế tại sao mình không trải nghiệm luôn nhỉ?
Đấy nhá, cái phím camera control này thì dùng nó cũng đơn giản thôi. Anh em bấm hai lần. Đó là nó sẽ vào máy ảnh, đúng không? Nó vào máy ảnh, bấm một lần để chụp ảnh. Giữ để quay video. Đó, cái video này nó là một cái video nhanh thôi, chắc tầm 15 giây hoặc là 10 giây thôi. Và cái chất lượng của nó sẽ là Full HD 30 frame. Nhấn một lần để chụp ảnh. Giữ là để quay video đúng không? Vậy thì nhấn nhẹ một tí sao? Gần nhấp đấy, nhấp nhẹ một tí đi sao? Thì chúng ta có thể là zoom in zoom out như này. Anh em thấy không? Đó. Đó. Được cái chứ nhỉ? Tôi thấy là cũng ok đấy. Là nhấp nhẹ hai phát thì nó lại là điều chỉnh như kiểu là điều chỉnh khẩu độ này, thu phóng này, style chụp ảnh này, tông màu vân 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 vân. Mình nghĩ rằng là mình sẽ cần phải có thời gian để mình làm quen cũng như là thử nghiệm về cái camera control này đấy. Khi mà ta cầm lên chụp ảnh này, mình thấy cũng khá là tiện đấy chứ nhỉ? Mình thấy cũng khá là tiện đấy. Thế thì bây giờ cái nút volume không chụp được ảnh nữa. À, cái nút volume vẫn chụp được ảnh anh em ạ. Đúng rồi. Đây. À. Ok, hiểu rồi. Nghĩa là những ai mà thuận tay, ví dụ tay phải chẳng hạn, thì có thể dùng cái nút này. Hoặc là xoay lại như này cũng vẫn chụp được nha. Vẫn chụp được như bình thường. Được rồi, tôi sẽ đi ra ngoài phố để tôi chụp ảnh thử bằng cái nút camera control này để xem là nó có thực sự tiện như là Apple quảng cáo không. Thì đó là về iPhone 16. Còn đối với cả iPhone 16 Pro Max năm nay thì đây, anh em có thấy đây chính là cái màu hot nhất của năm nay. Thực ra là đây không phải lần đầu tiên Apple ra mắt cái phiên bản màu vàng như này. Trước đây chúng ta đã có những cái phiên bản như kiểu là iPhone 6 Plus này, hay là iPhone XS này, hay là màu Rose Gold này, vân vân và vân. Nhưng mà bằng một cái thế lực nào đó mà mình thấy rằng là những cái màu sắc mới nhất của iPhone ấy, nó luôn luôn cháy hàng và nó luôn luôn bán rất là chạy. Thế nhưng mà đến một năm sau thôi là nó sẽ outdate, nó sẽ không trường tồn theo thời gian ấy, nhưng mà người ta vẫn cứ mua. Ví dụ đơn giản như kiểu là cái màu titan tự nhiên của năm nay này là gần như là không ai mua luôn, mọi người đổ xô đi mua cái màu này. Thực sự đấy, cái sức hút của Apple nó khủng khiếp đến như vậy sao? Bên cạnh những cái nâng cấp về phần cứng, về camera control hay là về lens, thì năm nay iPhone 16 Pro Max cũng như là cái dòng iPhone 16 nói chung ấy, nó sẽ còn có thêm một cái tính năng mượn nữa. Đấy chính là về audio mix, hay còn gọi là tính năng hòa âm. Về cơ bản thì cái tính năng này nó sẽ làm nổi bật cái âm thanh của anh em trong khung hình. Mình sẽ thử cái tính năng này và mình sẽ làm riêng cho anh em một cái video về tính năng này, bởi vì đây là một trong những cái tính năng mà mình ấn tượng nhất ở trên iPhone 16 Pro Max năm nay, để xem là nó hoạt động cũng như là nó xử lý cái âm thanh như thế nào. Rồi, đó là một vài những cái chia sẻ của mình về chiếc iPhone 16 Pro Max cũng như là iPhone 16 mình đang có ở đây. Và đó chính là những cái mà anh em sẽ, những sản phẩm cũng như là những cái phụ kiện mà anh em sẽ nhận được khi chúng ta mua iPhone 16 VNA chính hãng. Chúng ta sẽ có điện thoại, chúng ta sẽ có cáp sạc và chúng ta sẽ có hướng dẫn sử dụng bên trong. Khá đáng tiếc tại vì là năm nay thì Apple họ không có cho chúng ta cái sticker. Mình rất mong rằng là Apple năm sau, iPhone 17 chẳng hạn, họ sẽ mang trở lại cái sticker. Như thế thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Rồi, còn đối với cả hai cái mẫu máy này thì mình sẽ dành thêm nhiều thời gian hơn nữa để mình test, để mình check. Nào là pin, nào là camera, hay là về thiết kế, camera control, để có thể chia sẻ nhiều hơn với anh em trong các video lần sau. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em đã xem đây. Xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo. Và đừng quên là hãy bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của anh em TV nhé. Bởi vì sắp tới bọn mình sẽ còn có rất rất nhiều những video để có thể test cả hai mẫu máy này, để có thể phục vụ cho anh em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.